Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 125 Của bộ truyện tiên hiệp dài tập nhân đạo chí tôn tác giả Thạch Trư Qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share Và đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Và bây giờ để không mất thời gian Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây tiếp theo tập trước lại nói với địa phú thương thân sang nam cần khai thác là cửa hàng mở rộng thế lực ra bên ngoài ngoài khởi vận không ai có thể dùng được mà a đức ni học thức thì uyên bác hai người này cùng hợp tác một chỗ thì không còn gì có thể làm khó họ được nữa còn mãn liên nhi kỳ thực luận tâm cơ trí tuệ cũng không giới thành khởi vận lại có một thân võ nghệ không thua kém ấu nương thiếu chính là kinh nghiệm nếu để cho nữ trung học kiệt này mang cả đứa nhỏ theo thì bắt nàng quá nặng nhọc Kỳ thực Có thể nói nàng và Lưu Đông hiểu biết không ít Tương lai ở phương Bắc Rất có thể bộ dụng võ Nhưng hiện tại thời hạn 3 năm nàng cần ở lại Giang Nam Như vậy cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực Cho thành khởi vận được Cũng có thể rèn luyện một phen cho nàng Thế thiếp của Dương Lăng Có thiện nội, thiện ngoại Có văn, có võ Hắn đều có thể dùng được Hơn nữa so với nắm giữ nha môn còn đặc biệt hơn có quan viên sĩ tử tài cán mặc dù nguyện ý theo hầu của hắn thế nhưng chính là vì mưu đồ của bản thân muốn tại triều đình tạo dựng binh nghiệp hay muốn trở thành minh hữu của hắn nhưng làm tại hội mật thám đặc vụ hay tương hội gì gì đó chính là thứ nghề người đọc sách vô cùng khinh bỉ dương lăng dù lắm người có tài theo thế nhưng ai lại nguyện ý làm như vậy đây cho nên không phải dương lăng không nghĩ tới việc đem những việc này giao cho người khác nhưng những người có đủ tài cán Thế nhưng nguyện ý khẳng khái nhận những việc này thì không phải dễ kiếm, mà nữ nhân bên người của hắn đủ tài đủ lực có thể đủ sức đảm đương, hơn nữa, đối với những việc của hắn như vậy, làm như làm sinh ý trong nhà vậy, liền toàn tâm toàn lực mà làm, không oán than, không trách cứ. Dương Lăng ngẫu nhiên nghĩ đến, cũng có chút buồn cười, người ta mang theo lão bà giành lấy chính quyền, giành lấy thiên hạ thì không có gì ngạc nhiên, Thế những lão bà của hắn lại giúp hắn giành lấy chính quyền, có thể coi là hiếm có, huống chi cũng không có một hai người. Dù sao nó đi cũng phải nói lại Có các nàng tương trợ Thì lại càng thêm tín nhiệm Càng thêm yên tâm đó hay sao A à Đức Ni không biết Dương Lăng có nhiệm vụ khác Trong hành trình Tây Bắc Trong lòng tuy không chịu Thế nhưng dù sao hai người chưa thành thân Bên cạnh là thành khởi vận Nàng có chút để ý chuyện mặt mũi Hơn nữa cá tính của nàng có điểm độc lập ngẫm lại dù sao cũng quá tam hai tháng chia lìa Tuy rằng lưu luyến nhưng vẫn có thể chấp nhận được Thành khởi vận phụ trách công tác mật thám theo tín nhiệm của Dương Lăng, nàng hiện giờ đã tiếp cận toàn bộ trung tâm tình báo là nhân vật quyền lực thứ hai đứng sau Ngô Kiệt. Đối với việc Dương Lăng muốn đi tứ xuyên điều tra đương nhiên biết rõ. Giang Nam đánh giặc qua cũng được, tới Đông Nam bình thảo khấu cũng thế. Dương Lăng luôn có một đội quân hộ vệ rất mạnh ở biên giới. Dù có nguy hiểm muốn thoát thân giữ mạng cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, chuyến đi hành trình tứ xuyên lần này lại không giống. Địch nhân ở trong tối không nhìn thấy được cũng không sợ thấy được chỉ một tháng thôi cho dù có lâu hơn mười tháng ta không tới được giang nam thì đến cuối năm ta nhất định cũng đón các nàng vào kinh mà <laughs> chuyến đi tây bắc này ta không đưa bất cứ một nữ nhân nào theo cả ta sẽ mang theo khẩu súng này nàng yên tâm rồi chứ thành người vận nghe được không tỏ ra tâm sự gì nữa lên một cười nhìn a đức ni một cái rồi sẵn giọng nói với dương lăng chẳng may hăng mang hay không chỉ cần a đức ni không đi chẳng mang ai đi ta cũng không quan tâm Thành Cải Vận vừa nói, ngoài cửa một giọng nói điềm đạm của nữ nhân vang lên. Dương Đại Nhân, ta muốn theo ngài đi tứ xuyên. Ba người đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy một khóc áo của một cô nương đang nghe lệ, biểu tình xấu hổ, nép vào ở sau cửa. Ánh mắt ba người nhất thời trừng lên. Dương Khâm Sai từ Phúc Kiến xuất phát qua Giang Tây, Hồ Nam, rồi Quý Châu, một đường du sơn du ngoạn, đến tứ xuyên. Hiện giờ Dương Lăng mang tiếng là hung thần, có địa phương còn có kẻ tung tin hắn là sắp tinh hạ phàm lại còn đồn rằng lúc hắn ra đời toàn thôn trong ba ngày không hề có tính chó sủa dị tượng chứng minh lời đồn là không giả bởi quả thực hắn tới đâu người chết không ít ở hạ lưu giang nam phá tan lực lượng thái giám chấn thủ trở lại kinh thành quét sạch đông hán và ti lễ giam đi đại đồng diệt mười vạn đại quân thắt đát rồi lại xuống giang nam theo biển đông tới nam hải đuổi giết tại malacca người như vậy không xưng là sắp tinh hạ phàm thì còn ai dám đây? khi dương lăng đóng tại đâu, quan viên các tỉnh đều nắm lớp lo sợ, hắc bạch lưỡng đạo, không hẹn mà ăn ý. xã hội trị an chưa từng tốt như thế, ra đường của rơi cũng không dám nhặt, đêm không cần đóng cửa. những người này hẳn không thể chân trước đón tiếp dương lăng, lại chân sau tiến hắn mau đi. chính hắn cũng hẳn không thể mau mau chóng chóng chấp cánh bay trở về thành đô. thế nhưng nếu tới các nơi không dừng lại, các thành đô không lưu trú, có tránh khỏi khiến cho thục vương nghi ngờ. vì thế Hắn đành nhẫn lại Tại mỗi một nơi ngây ngốc lại hai ngày Tìm hiểu chút sự vụ tại địa phương đấy Lại nói Thời dịp này Dương Lăng đem kế hoạch trồng ngô khoai Cà chua và ớt tới các bố chính sử Ở các địa phương Bốn phía đều điều động các nơi gieo trồng thật tốt Các địa phương do đã nghe được vụ mùa bội thu Tại thiểm Tây với các loại hoa màu lương thực mới này Không chiếm nhiều ruộng Mà lại chịu hạn tốt nên đều vui vẻ nhận lấy, chuẩn bị sang năm gieo trồng. Bởi vì cà chua và ớt đều có thể gieo trồng luôn, lại có thể thâm canh lớn dần đặc biệt cây ớt được phát hiện là không cần thụ phấn và có thể không phân biệt tiết trời khí hậu gì cả nên được các địa phương trồng thử nghiệm luôn một đường từ giang tây hồ nam quý châu tới đợi cho các quan viên quý châu đưa ôn thần là hắn tiến vào tứ xuyên cây ớt các nơi đã nảy mầm bén rễ hiện giờ đội quân của dương lăng có vẻ quái dị về lúc trước có mang theo ba thiết vệ nhưng giờ đã phân tán ở khắp nơi chưa kịp điều động trở lại hắn từ tô châu tới phúc châu mang theo nhân mã của các sở vệ địa phương nên hành trình tây bắc này cấu trúc đội quân có vẻ hỗn độn tại trung tâm là 500 vệ sĩ thân cận của hắn từ ngũ hán siêu đến lưu đại bổng trùy thống lĩnh bên ngoài là hai ngàn tráng binh của tổng tiểu ái có điều có quyền điều động lang binh thị vệ thế nhưng lại không tính cho phép đi theo đường dài nhóm lang binh đi theo dương lăng mới thấy được quan trưởng hủ bại ra sao trước kia ở trên chiến trường liều mạng không liều mạng mỗi ngày ăn rồi đi gặt đầu người lĩnh ngân lượng lúc đó lăng binh cũng không có nhớ nhà cam tâm tình nguyện đuổi theo hắn rồi tới tứ xuyên ngô hán siêu có tự là hạ vũ đương sơn trước sau cũng có một năm đã thăng tới đô úy kỵ binh dũng mãnh là tướng ngũ phẩm mà phụ thân của hắn là ngũ văn định là tiến sĩ năm thứ 12 hai hoàng trị giỏi văn rồi lại thiện võ uyên bác sáng suốt trước nhậm chức tham nghị quý châu chiến tích lỗ lạc hiện giờ cũng đã thăng chức tới thành đô đồng chi cũng đồng dạng với quan ngũ phẩm cho nên với ngô hán siêu đường làm quan rộng mở lòng theo đó mà tràn ngập vui mừng tống tiểu ái và ngô hán siêu tình trạng ý thiếp đã tâm ý hứa hẹn lén kết giao định trung thân hiện giờ tính lang phải tới tứ xuyên tống tiểu ái nghĩ dương lang có quyền điều động năng binh lúc này mới liều tới muốn nhờ nếu có thể cùng ngũ lang gặp được vị nội công bố chồng này và được tiền bối định ra trung thân trong lòng sẽ không còn gì vững bận nữa tổ tiên của nàng tuyên là người hán nhưng định cư đã mấy đời đến nàng cũng không còn như trước được nữa là trắng gian nữ tử hào phóng cởi mở khi lựa vị hôn phu cũng không giống nữ tử nhà hắn xấu hổ e ấp mà thường đứng tại đỉnh núi hát đối sân ca tìm nam tử chung như ý liền như vậy đàm luận hôn nhân cho nên hiện giờ tiện cả công cả tư hướng tới nội công của nàng có chút xấu hổ thế nhưng không hề khiếp sợ chút nào cho tới bây giờ ba thục là nơi hiểm yếu núi cao sông sâu vách đá dựng đứng lại gặp cảnh duy chỉ có đỉnh núi mây mềm bao phủ đã bất đi vẻ sắc nhọn tiến vào đất thục nước từ trên cao đổ xuống thành thác vô cùng mỹ lệ mặc dù cũng giống với quý châu đều là vùng núi thế nhưng cảnh trí lại bất đồng là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên hiển nhiên đã hơn quý châu dương lăng không cưỡi ngựa nơi này đường xá khó đi lại luôn ngồi trên ngựa đã rất mệt mỏi hắn có chút lời biếng dựa vào ghế dựa mềm ở trong kiệu nhìn xuyên qua cửa sổ là rừng trúc xanh ngát thanh mát trong tay cầm bức thư mùi đào tiên thơm ngát của Liên Nhi gửi tới. Hải Nhi đẩy thắng, trong thư còn mang theo cả vị ngọt ngào của người mẹ với nữ nhi của mình. Nàng nói, hai tử còn chưa có đặt tên là chờ hắn trở về đặt. Hiện tại Liên Nhi mới đặt nhũ danh là Phán. Phán, Dương Phán Quan, Liên Nhi là ngóng trông phu quân của mình, sớm ngày trở về gặp hai mẹ con. Hey, tứ xuyên, sóng to gió lớn ta đều đã trải qua rồi, chẳng lẽ trong núi đất thục này lại không thể hay sao? Không gì vì khác, chỉ là vì nữ nhân và hài tử của ta Ta nhất định không thể chết được Dương Lăng tinh thần căng lên Hắn vừa ngồi dậy đã nghe được bên ngoài khoái mã chạy tới Bẩm đại nhân Lô huyện chủ Nghi Tân và chi phủ huyện đại nhân Đang ở phía trước ba giám Tại vọng Trúc Khê xin đợi ngay Vương Xuân Vương Huyện Thừa Đã ở phía trước xin đợi rồi Mời ông ta lại đây Dương Lăng theo cửa sổ nhìn ra thấy thị vệ đang cưỡi ngựa đi liền hướng ngô hán siêu nói hán siêu đã đến thành đô rồi sao Lôi huyện chủ là ai là vị nào vậy ngô hán siêu cưỡi ngựa tới gần cuối người thấp giọng nói huyện chủ nơi này là con gái của huệ bình quận vương quê danh là phán phán thụ phong như vậy huệ bình quận vương và Thục vương gia quan hệ thân mật hai nhà lui tới rất thường xuyên với nhau trong lòng vừa động hắn cười nói được bản quan đã mệt mỏi hôm nay đóng tại lô huyện này đi hắn buông rèm kiệu có chút năm chiêu sợ cầm địa phương này là nơi trụ của hoàng thân quốc thích có đủ loại cố ký không thể minh mục trường đám đường đường chính chính thẳng thắn lộ rõ kết giao cùng với các vị quan lớn mà cái vị huyện chủ nhà này là hạ mình cố ý phụng nghênh đón phụng bồi ta như vậy trong hổ lô thuốc của hắn rốt cuộc bán thứ thuốc gì đây vương phán quan không thấy được tự nhiên lại rơi vào một chu phán quan được tao hôm nay sẽ gặp ngươi một lần. chậm rãi bước vào trong rừng trúc tĩnh lặng, nhìn dáng cây thanh mảnh, cành lá xanh biếc, đoan trang đĩnh mạc, lại như văn tĩnh ôn nhu, quả là như thưởng thức một thi thơ tuyệt hảo, khiến người ta thần thanh khí sảng. Dương Long không nghĩ tới vợ chồng lão huyện chủ Chu Phan Phán có một bộ dáng như phụ ông tròn trịa, lại là, là người tao nhã như vậy dựng lên một đại viện trang nhã, tựa nơi cư ngụ của thần tiên giữa rừng trúc cu nhã này vậy. Chu Phan Phán là con gái của quận vương hậu duệ hoàng tộc Chu gia nhưng hơn trăm năm ngụ tại nơi này luận địa vị đương nhiên không bằng cận thần của hoàng đế nắm trong tay quyền cao chức trọng nên tỏ rõ cực kỳ cung kính với dương lăng chu phán phán cười nói dương đại nhân lô huyện cách thành đô không xa nhưng tính ra chắc trở hôm nay không còn sớm đại nhân di giá cũng không kịp nơi này là dịch thừa của tiểu huyện có chút đơn sơ phù thê chúng ta có sóc nơi này liền tự làm chú cung thỉnh khâm sai đại nhân trụ lái có thể khiến nơi sơ sài này thêm chút được vinh hạnh à, nào có nào có là bản quan tới gây nhiễu loạn thật ra tạ đại nhân phu nhân huyện chủ và vương tri huyện đã thịnh tình khoản đãi mà dương lăng cười dài khiêm tốn phu thê chu phán phán cũng trên dưới 30 tướng sinh phúc hậu nhưng cử chỉ văn nhã nói năng không tầm thường chồng của chu phán phán họ lý danh an là cử nhân năm hoàng trị thứ 12 là tiến sĩ năm hoàng trị thứ 15 có thể được coi là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Tứ Xuyên tuy là nơi địa linh nhân kiệt Nhưng qua trăm năm đại minh lập quốc Cũng chưa có một trạng nguyên nào cả Chính đương kim nội các đại học sĩ Tân đô người Tứ Xuyên được mệnh danh thần đồng 12 tuổi đỗ cử nhân Quả thực khiến cho vô số sĩ tử Rùi mài kinh sử tới 7 chục năm Xấu hổ muốn chết Người này cũng không đạt trạng nguyên Cho nên tiến sĩ ở Tứ Xuyên chính là tài tử bậc nhất Điều này có thể coi là dị vật Dị sự tại nơi Ba Sơn thuộc thủy này Các sĩ tử cũng không tin quá lực loạn thần này Liên quan là vấn đề phong thủy. Theo quy định của hoàng tộc Đại Minh, đại trưởng công chúa xưng hoàng cô, tỷ muội của hoàng đế xưng trưởng công chúa, hoàng nữ xưng là công chúa, thế nhưng đều được hưởng lộc 2.000 thạch. Kể cả vị hôn phu phò mã cũng đều được hưởng, mà nữ nhi của thân vương xưng quận chúa, nữ nhi của quận vương xưng huyền chủ, cháu gái xưng quận quân, cháu cô gái xưng là huyền quân, huyền tôn nữ xưng là hương quân, hôn phu của các nàng được xưng là nghi tân. Từ trước đến giờ hoàng tộc tầng tầng nối tiếp được thụ tước Cho tới nay hậu dạy hoàng tộc trải khắp thiên hạ Tại các nơi để lại phượng tử Long Tôn Hiện tại cũng tới hơn 10 vạn người Đều là ăn không ngồi rồi Tồn tại của họ là một gánh nặng tài chính lớn của triều đình Dương Lăng đối với những người này không hề có hào cảm Hành trình tứ xuyên này chính là điều tra mưu phản của vương tộc nơi đây Trong lòng lại càng mang thái độ kính nghi viễn chi Tôn trọng thế nhưng không tỏ ra muốn giao hảo Nhưng với công phu ngoài mặt Dương Lăng mười phần tạo ra bộ dáng khiêm tốn lễ độ cũng tỏ ra rất cao hứng với khoản ngộ đãi của bọn họ lý an thấy dương lăng hứng chí bừng lên thì cười nói à, dương đại nhân ta có vài người bạn thân mấy ngày trước đã tới thăm cũng đang ngộ tại trúc nhã viên này bọn họ nghe nói đại nhân văn thao võ lược là nhân tài xuất chúng đã nghe trong kinh luận át quần thần bắc thì đuổi thắt lỗ nam bình giặc quá là trụ cột của đại minh ta bởi vậy có chút muốn trèo cao không biết đại nhân có nguyện ý nhìn qua hay không Dương Lăng đến Tứ Xuyên chính là để điều tra Thục Vương xem có hay không có tâm bất chính. Điều tra tuy rằng cần hết sức cẩn thận, thế nhưng với đủ loại hạng người, nếu có cơ hội kết thân với một số càng dễ tra ra đầu mối sơ hở hơn. Nghe vậy, hắn liền lập tức vui vẻ nói: "Bằng hữu của Nghi Tân, hắn đều là danh sĩ tài tử, Dương Mỗ chính là may mắn được kết giao, thật là một fan cơ duyên, sao lại không được?" Lý An nghe vậy vỗ tay cười nói: "Hay, ta sớm nói qua đại nhân, Triều huyền, đại sĩ, hảo giang bằng hiếu rất nhiều <laughs> quả là không sai đại nhân mời bên này ông ta giống như là thắng cược vui vẻ dẫn dương lăng qua đường mòn không giống với mấy trúc viên kia chỉ nghe trong phòng này âm thanh cầm tiêu lý an cười nói đại nhân xin chờ một chút ta gọi vài hảo bằng hữu ra anh đón đại nhân dương lăng vội vàng ngăn lại nói vào cửa chính là khách khách liền tùy chú các vị bằng hữu đang cao nhã hứng sao lại dám quấy giày đây trước xin nghe qua khúc này chúng ta hãy nên vào đó là quy củ quan trường dù là không nói cũng lên như thế chu văn phán, phán cười nói mấy vị bằng hữu này của nghi tân một khi luận tranh đàm thơ phê nhạc chính là một hai canh giờ cũng không dứt được đại nhân nếu không câu nệ tục lệ lên mời vào chớ để ý đến bọn họ đều là hào hữu của phu thê tại hạ còn có các vị phu nhân và các nữ tử của thành đô sĩ tộc đang tại suối câu cá ta đi mở các nàng dương lăng vội vàng hạ mình nói Huyền chú xin cứ tự nhiên Chu phan phán thi lễ Đem theo hai thị nữ đi sâu vào trong rừng trúc Lý An để đế, tiến đến đầy đế cửa phòng Rồi cười nói Các ngươi ở trong này thật tiêu diêu tự tái Ta đưa dương đại nhân mà các ngươi vẫn mong kết bạn tới đây Còn không mau tiến tới chào hỏi đi Lúc đấy Dương Lăng cũng tùy ý Ở phía sau Lý An bước vào phòng Căn trúc lương này cực kỳ đơn sơ Bốn vách tường trổ cửa sổ Một bên nhìn ra dàn tử đằng xanh biếc Bên cạnh là một chàng kỳ bằng trúc Có ba người tay áo buông lơi Quanh chân mà ngồi Một người tầm 30 tuổi Y phục trắng Họa vải họa tiết như nét mực Ánh mắt có chút cuồng ý Rất có phong phạm Hiền giả dạ ẩn mình Ở trong rừng trúc Tay cầm Đang vỗ về một khối đàn cổ Nghe Lý An nói vậy Hai mắt vẫn khép hờ Mười ngón tay vẫn phiên động Căn bản chưa từng để ý Tiếp tới là một thanh niên Đang ngồi nghiêng người Tuổi sắp xỉ dương lăng Y phục đen tuyền Phong thần như ngọc Mái tóc dài chưa mang phát quan chỉ đơn thuần dùng sợi tuyến màu tím buộc lại càng người giống như một đóa hoa tinh thuần không chút bụi trần càng giống như đóa sen phát quang trong nắng mai nếu không phải tư sinh áo trắng kia đánh đàn không ngừng dương lăng nhất định nhìn thấy y trước tiên không bao giờ lướt mắt người ngoài nữa nghe lý an nói thư sinh áo đen rời môi khỏi tiêu trúc hướng dương lăng mỉm cười đôi mắt trong như suối nước vậy dương lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam tử có khí chất xuất chúng dung mạo tuấn tú như vậy càng khó có được hơn là người này như thế cao nhã dương lăng một thân áo bào ngọc đái tướng mạo anh tuấn khí chất ung dung so với người ta đã có chút hạ phong dương lăng cũng vô thanh chắp tay cười với y lại đưa tay ngăn lý an đang muốn gọi thư sinh áo trắng đang cao hứng đàn kia ung dung hào phóng ngồi tại ghế trúc lúc này một vị thiếu niên khác mới hướng dương lăng ý mỉm cười thiếu niên này mặc dù tướng mạo thanh tú thế nhưng sau ra vẫn kém hai vị bằng hữu bên cạnh Y không như vị thư sinh áo trắng, phong thái cuồng dã kia. Y cũng không như hắc y nhân, thanh lên chi nhã kia. Chính là một bộ dáng thanh nghi của người đọc sách thường thường. Xem ra mới 17-18 tuổi là người ít tuổi nhất. Y không cần theo loại nhạc khí nào cả, chỉ có một chén trà xanh, thái độ cực kỳ bình thản. Thế nhưng từ con mắt đào qua đào lại, khi nhìn thư sinh áo trắng cuồng ý kia, lại tà tà. Khi nhìn Lý An kia cũng có thể thấy không hợp tuổi, rõ là giả hoạt tứ đại tài tử giang nam danh khí như nào dương lăng cũng đã gặp qua bốn người bọn họ bụng đầy kiến thức nhưng đều không có ý làm quan liền cố ý phóng túng thanh sắc lấy rượu mua vui khi biết thân phận của hắn cũng đã cố bung bỏ hồng trần kiềm tính phóng đãng vài phần thế nhưng trước mặt ba vị này rõ ràng được biết thân phận của hắn cũng theo ý hắn hảo hữu vẫn là tự đàn tự sướng một bộ thản nhiên không hề có cảm giác khô cứng mọi người ngồi tại chỗ vất vả lắm mới nghe vị áo trắng kia lưu loát sau một khúc Lê An lúc này mới xen vào nói Thể sĩ Kiệt Huynh Vì này là Vị áo trắng kia không thể để ý tới Hai hàng lông mày nhướng lên Nói với vị thanh niên áo đen Sao một khúc này như thế nào Ta trên núi thanh thành Nghe gió đập vào vườn tùng như sóng cuồn cuốn trong lòng bừng tính Liền ngẫu hứng một khúc sang hạ này Còn chưa được đặt tên đâu Thế gian này vạn vật tương thông Từ khúc này cũng có thể nói Nhỏ là một nhà, lớn là một quốc gia cũng như triều chính vậy thi hành biện pháp chính trị phải ở gió thời ban đêm không tiếng động trị đại quốc kìa Lý An sờ sờ mũi số hổ nói với Dương Lăng <laughs> vị nhân huynh này là Lô Sĩ Kiệt là nhân vật nhất đẳng tại ba thuộc quần sĩ thanh thành tính tình có chút nóng nảy liên tiếp khoa cử đều có kiến thức thâm sâu về bát cổ văn mặc dù nổi danh cả phố đều biết cả thế nhưng nhóm chủ khảo không cho huynh ta vui vẻ <laughs> chính là có tài mà không gặp thời cứ thế đến nay chẳng có gì cả Dương Lăng trước kia cho rằng Kẻ được gọi là cuồng sĩ, ẩn sĩ Đều mang trong người tuyệt học Chính là đối với thế tục không dung hòa Quả là thiên tài tịch mịch Không thể thi triển hết sở tài Hiện giờ hắn tại triều làm quan Kiến thức rộng rãi liền cảm thấy những người như thế Đều thích nói lý thuyết xuông Khoe khoang khoác lác Chỉ vì thế thế nhân không chấp nhận sở học Mà tự xưng tác phẩm của mình là xuất sắc Ôm tâm tình bàng quang Cảm thấy cả thế gian đều phải nhượng gã những kẻ như thế coi là quần sĩ Thật không thể chấp nhận nổi là nhân tài Nghe Lý An giới thiệu Dương Lăng ảm đạm cười Trên mặt không vui không giận Trong lòng nổ lên mấy phần chán khét với danh sĩ ba thục này Lô Sĩ Kiệt tự biên tự diễn Thao thao bất tuyệt một hồi Lý An muốn sen mồm Gã lại quay ra nói với thiếu niên áo xanh Tiểu thấn Người cũng tinh thông âm khúc Cảm thấy khúc này của ta như thế nào Dương Lăng vốn định kết thân vài người Hiểu rõ hơn tình hình của ba thục Không tưởng được lại gặp phải người như này trong lòng chán ghét cực kỳ hắn thanh giọng khụ một tiếng chắp tay nói <laughs> lô huynh lô sĩ kiệt quay đầu lại nhìn hắn một cái tự hồ với tính chào của hắn không tình nguyện nhướng mắt nói là dương đại nhân sao kính đã lâu kính đã lâu từng nghe nghi tân nó qua đại nhân ngài trong triều chính là trọng thân thế nhưng tại trúc lư này dù trong tam giới ngũ hành gì ta cũng không quán kết giao cũng không chú trọng tới quy củ gì gì đó của quan trường đâu nếu không dừng trúc này lại nhiễm tục khí Đại nhân nghĩ như thế nào Dương Lăng kể ha ha nói, cười ha hà nói Như thế là tốt nhất Cùng tâm sự với nhau thoải mái tự nhiên Nếu còn coi trọng tôn ti thứ tử Thì cũng còn gì thú vị nữa rồi Cứ như vậy thản nhiên đơn giản Không dối trá phụng ngành Đó là tốt nhất rồi Dương bố nghe Lô Huynh đàm một khúc này Lại nghe kiến giải Lô Huynh thẳng thắn như thế Ta cũng muốn không chút nào mà cố kỵ Lô Sĩ Kiệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, chân mặt đã dịu đi một ít, tươi cười nói: "Dương đại nhân cũng thông thạo nhạc lý hay sao? Có lời gì cứ nói thẳng, quân tử rộng rãi phóng khoáng, vinh nhục không sợ hãi." Lô Mỗ mặc dù được xưng là thanh thành quân sĩ, dù không xứng vẫn là hiểu rõ được. Dương Lăng cười nói: "Ở thì như thế tại hạ xin được nói thẳng vậy, ta nghe Lô huynh đàn khúc này, âm thanh thập phần là nóng nhiệt, vốn vào nơi rừng trúc, gió thanh mát, tâm lại thanh thản, thật là êm dịu khi vừa nghe đến khúc này hệt như là nghe những tiếng lang cang lang cang thật là vui vẻ vương chi huyện nghe về một tiếng mọi người hướng mắt nhìn qua thì thấy vương chi huyện cầm muốn rất xuống ngực nhíu mi nhíu má một phen lại xem mắt thứ người sang chỗ khác lấy tay cái gãi vách tường chúc vài cái một bộ dạng yêu thích không đỡ bỏ mãi cũng không quay đầu lại lô xích kiệt há mồm cơ thể run rẩy một hồi cũng không nói ra lời dương lăng lại nói dừng mỗi có mấy mỹ thiếp mỗi người một sửa trường về nhạc lý bản thân cũng nghe các nàng tấu qua vịnh phong thập tùng nhân cổ thiên kiều bá mỹ chỉ hạ thanh phong từ lại, nghe đến cảnh vui đẹp lô huynh đàn một khúc chẳng những cuồng phong nhập tùng lại nghe đến tiếng mưa rào giả dích rách cả lá thật không giống thường không giống thường người 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 thanh thành cùng sĩ ra mặt phát tím không phải gã vừa nói qua quân tử phóng khoáng rộng rãi vinh nhục không sợ hãi nếu như giận tím mặt chẳng phải tự tắt mình một cái ngồi tại chỗ cả người phát run mãi không nói ra lời dương lăng lại tiếp tục vạn vật tương thông bất quá là một câu dụ ngữ Chị quốc không thể nghe ngộ ý được nhưng theo về nhạc lý không khỏi bỏ gốc lấy ngón huống chi quốc sự là người luôn cần biến hóa có khi cần trọng giáo hóa khi lại trọng pháp luật có khi trọng quân sự khi thì trọng dân chính, có khi trọng nội chính, khi thì lại phải trọng ngoại tình. Một loại chính sách không thể dùng mọi lúc mọi nơi được, cũng không phải phương pháp vạn năng. Biết mà đi thì thiến, biết mà không đi thì lại tủi thén, không biết không đi thì là thường, không biết mà vẫn đi chính là đáng sợ. Lô Huynh từ một sớ vạn vật ngộ ra được đạo trị quốc cầm quyền, còn muốn một ngày kia phổ cập thiên hạ, thật là đáng sợ, đáng sợ ta còn nghe nói lô huynh là kỳ tài của ba thục thi nhiều lần không đỗ thật là văn hạnh của triều đình mà dương bố thật muốn tấu lên hoàng thượng thay đại minh sẽ thắt cảm tạ quan viên trụ khảo bản đĩa ở bên kia vách trúc lại vang lên càng nhiều âm thanh cọt kẹt hơn thật giống như tiếng chuột rúc rích bên trong lô sĩ kiệt tức đến muốn học máu gã bản tính của ngạo không có ai ra gì bất quá cũng không phải không ham danh lợi càng muốn xuất sĩ làm quan hôm nay biểu hiện như vậy cũng chỉ là có ý định nâng cao thân phận muốn nổi bật khiến cho Dương Lăng chú ý. Nếu còn được, lo gì về con đường qua lại sau này nữa đây? Thế nhưng cho dù gã bộc lộ bản tính cao ngạo, cho dù có giỏi giang như gia cắt lượng, thâm sâu như gia cắt lượng, thế nhưng Dương Lăng lại càng không phải người tốt. Nếu đã nhìn ra gã cuồng dã, tự đại, tự khoe khoang như vậy, một là vì tuổi trẻ khí thịnh thì cũng sẽ không như Lưu Bị để lại cho gã một tí mặt mũi nào. Lý An sắc mặt thập phần khó coi, một bên là ba vị bạn hữu, một bên là Dương Lăng, kẻ mà ông ta còn muốn định bợ lại càng không dám đắc tội không thể tưởng tượng được lô sĩ kiệt bình thường cuồng ngạo cũng không sao thế nhưng với vị chỉ cần dậm chân một cái này cũng khiến cho sáu tỉnh loạn chiến vẫn còn muốn tỏ ra ngang ngược được hay sao kết quả làm cho mọi người đều không thể mái liên lụy đến cả ông ta lian an cố cười hòa giải nói à, hôm nay mời đại nhân tới gặp mấy vị bằng hữu này à, sĩ cửa thinh tính tình cuồng ngạo ấy 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 buổi chiều có uống quá quá chút rượu nhạt có chút thất lễ rồi Ừ, đại nhân chớ trách tối <laughs> ta còn chưa giới thiệu với đại nhân vị tiểu hữu này họ dương danh thắn cậu ấy là vị tiểu sinh kia mỉm cười thiên lễ cắt ngang lời của lý an nói với dương lăng tại hạ là người mới kính đại nhân đã lâu nghe nói đại nhân tại phương bắc dựng thành thế lại tại lương cáp nữ chân rồi lại cô lập thác đát phía nam dẹp yên bờ biển thông thương với vạn quốc tại hạ thật muốn tận mắt hạnh ngộ hôm nay nhờ phúc lý huynh được nhận thức đại nhân thật tam sanh hữu hạnh Dương Lăng không biết Dương Thận trước mặt này cùng với đại học sĩ người tứ xuyên đương thời chính là những nhân vật được sinh tụng đại thần thông là đại thần đồng người này tuổi tuy nhỏ thế nhưng kinh sử tử tập thi văn đàn sướng âm vận tử khúc kim thạch thi họa không chỗ nào không tinh thông hơn nữa thiên văn địa lý sinh vật y học cũng nguyên thâm sâu sắc vạn sự tinh thông có thể nói là đại nhất nhân từ 300 năm trước của đại minh thanh niên này 12 tuổi đã thân theo quá tuấn luật Luôn luôn nghiêm khắc với con cháu như tổ phụ Dương Xuân Vốn nổi tiếng trong giới thư học tại Hồ Quảng Là người không dễ dàng khen ngợi Cũng không nhận được mà vỗ bản tán dương Dương Thận 13 tuổi Theo phụ thân vào kinh Được người đứng đầu thi phái trả lăng là Lý Đông Dương gặp được Tán tụng không thôi Hắn mặc dù là thân phận học sinh Thế nhưng được ông ấy ký xưng là tiểu hữu Thành danh lúc ấy của thiếu niên tài tử đệ nhất dưới danh chấn kinh thành này so với thất công tử Vương Cảnh Long lúc đấy còn muốn nhiều hơn gấp đôi. Bất quá 3 năm trước, tổ phụ còn tại thế lúc đó, thân thể không tốt. Thiếu niên thay cha Tấn Hiếu quay trở lại hưng gia. Dương Lăng sau khi về kinh cũng không tìm hiểu lại tin tức này, nên hiển nhiên không biết thân phận của thiếu niên trước mặt. Huyền ni Nam Tử cũng không chờ cho Lý An giới thiệu, liền kể nói. À, tại hạ là Chu Huyền Y, kiến quá Dương Đại Nhân. Dương Lăng là người Ngươi kính hắn một thước Hắn liền trả ngươi một trượng Hơn nữa vừa rồi đả kích không hề nể tình Ngạo khí của Lô Sĩ Kiệt Giờ lại đối với hai người Không kiêu ngạo không xiểm định Thái độ hòa khí liền lễ lễ đãi lại Văn nhân nói chuyện với nhau quá ba câu Cũng không rời thi tử ca phú Đáng thương cho Dương Lăng với loại này Lại rất đặc cắn may May thay hai người trước mặt này Cũng không phải muốn làm khó hắn Lại còn thừa lễ kính chu huyền y cố ý dẫn tới dẫn lui liền quay ra nói chuyện triệu chính đại sự việc này cũng không có gì là phải giấu giếm dương lang mặc dù không nói được tới tinh ý gọn gàng thế nhưng với kiến thức bất phàm cũng khiến cho chu huyền y và dương thận có chút xúc động luận đàm đến việc dương lang thượng tấu thỉnh lập giảng võ đường lại gặp đủ loại quan lại ngăn trở chu huyền y bóp cổ tay thở dài nói thật đáng tiếc đáng tiếc việc này tại hạ khi nghe đến đại nhân khởi sướng ý tưởng quả là đột phá tiền nhân nếu như triều đình theo lời đại nhân mở võ học chẳng những mở mang hàng hái còn có thể khai phá lục địa chỉ cần 15 quân nước của đại minh khẳng định sẽ biến hóa thôi dương thận nhíu mi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói đáng tiếc tại hạ nghĩ tới năng lực không đủ khởi nghiệp việc học phải là tự học được phải biết rằng trong thiên hạ nhận thức thứ nhất là dựa vào tự mình trải nghiệm thứ nhì là dựa vào lịch sử để lái hiện tại quân nhân phải trải qua nhiều năm chiến trận mới có đúc kết được khiến cho hậu nhân bất được bao nhiêu quá trình khai phá tìm tòi cũng từ đó hy vọng trở thành một thế hệ xuất chúng tránh cho bị thất bại cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô kỳ thực thành tựu của một vị tướng không phải được tạo bởi ngàn vị tướng sĩ hay sao đại nhân muốn xây dựng chiến lược quân đội có thể điều động võ tướng thông hiểu chiến sự lấy kẻ có kinh nghiệm chiến trận liền dễ có được một đội quân xuất chúng đi theo ta chiến lược quân đội đại minh muốn cải thiện Tiếc thay, hiện tại văn nhân chỉ luôn câu nệ điển tích, tiền nhân, những bài học từ xưa mà không biết kết hợp với thực tế. Chỉ biết nói xuống, lại không biết đến vạn vật luôn thay đổi. Chiến lược, quân sự, kinh tế, mỗi thời mỗi khác nhau. Như ta thế đại minh cố chấp không chịu tiến. Đường học theo trình chu, đạo cũ hai người rất nắng. Dương Lan nghe được trong lòng cũng thật xúc động. Vị tiểu sinh này, đảm phách thật lớn. Kẻ đọc sách đương thời có mấy ai, dám coi rẻ trình chu nhị thánh như vậy đâu phải tìm mới biết được thực sự là quá khó khăn đám người tiêu phương và cốc đại dụng dù tận lực ủng hộ chính sách của hắn nhưng nào hiểu được sâu ý đồ của hắn đâu chỉ là vì lợi ích hiện thời mà thôi hồng nhan chi kỷ thành khởi vận hoàn toàn là do tình cảm nguyện ý theo hắn bất chấp đúng sai vẫn một lòng một dạ giúp hắn chỉ có hai người trước mặt này càng tranh luận càng thấy nhiều điểm tương thông có khi dương lăng mới nói được nửa câu hai người đã vỗ tay tán thưởng lập tức một lời nối tiếp dương lăng lúc đầu nhìn thấy lô sĩ kiệt không thực tế lại có bộ dạng cuồng ngạo liền nghĩ đến hai vị bạn tốt của gã chắc chắn cũng không khác loại gì lúc này hiểu rõ thật là hối hận sâu sắc lô sĩ kiệt bị bỏ qua một bên giờ lại không tiện phải tay áo bỏ đi tránh cho kẻ khác nghĩ gã khí độ hẹp hòi cứ ngồi tại đó ra vẻ nghe qua loa dương lăng giải thích khuôn mặt cố vẻ bình tĩnh nhìn thật buồn cười dương thận trầm tư một lát khẽ nói kỳ thực việc này cũng không cần nóng vội đại nhân khai thông thương hái chỉ sách vạn quốc giao thông theo ý của đại hạ không chỉ bởi vì gia tăng thuế phú việc này có ảnh hưởng sâu xa dụng ý khác sâu nha dương lăng vui vẻ nhìn đi một cái hôm nay được phu thê lô huyền huyền chủ mời đến tưởng là có chút âm mưu quỷ kế gì thật không tưởng được gặp mấy vị bạn tốt của huyền chủ nghi tân cùng hắn thảo luận quốc sự một phen hai người thanh niên trước mặt này nói năng bất phàm tuy rằng tư duy so với hắn trải qua mấy trăm năm lịch sử chưa tân tiến bằng thế nhưng so với đương thời Kiến thức đã thực sự vượt xa đương thời Bị cái độc hại của trình chu lễ học Nếu không có chút tư duy lý giải theo hướng cố hữu Dương Lăng thật hoài nghi bọn họ Có phải cũng là huynh đệ đồng dạng Với mình xuyên đến thế giới này hay không đây Hai người này nếu như nhập đường quan đạo liền sẽ trở thành trọng thần trong triều đình Tuyệt đối có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình Dương Lăng nghĩ đến đây Muốn dò xét ý đồ của hai người Chợt nghe bên ngoài lưu trúc có một âm thanh Nhu mềm ngọt ngào lên tiếng Phúc tử đem hai con cá này rửa sạch Buổi tối làm canh măng cá Vâng tiểu thư Wow đây là tiểu thư tự bắt được hay sao Thật là to Một âm thanh giòn ngọt vang lên Người lúc trước ca ha cười rộn lên nói Ta mới không có tính kiên nhẫn như thế đâu Mỗi câu để bị ta trực tiếp cho cá ăn rồi Hại cá ăn no đến phương muối Một con cũng không câu được Đây là cá của Lưu Phu Nhân bắt được Bị ta đoạt được bằng không trở về Thật là mất mặt à Phúc tử cũng cười ha hả rộ lên Lập tức nghe thanh ngân tiểu thư nọ nói Chú cung tử bọn họ đâu rồi Lại đi tới rừng trúc uống rượu rồi sao Phúc tử nói Đang ở ngay tại trong phòng trúc kia Nghe huyền chủ nói khâm sai kinh thành Dương đại nhân đã tới Bọn họ đang cùng dương đại nhân đàm đáo Tiếng bước chân vốn đang muốn hướng tới trúc lư Nghe thế thế lên dừng lại Lập tức nghe thanh uyển chuyển hàm xúc nói À ah, ta đi về phòng trước vậy lý an nói với dương lăng à là yên nhiên tiểu thư là như nữ của chắc cơ thổ ti quán thác bạt vũ đại nhân sau đó hắn nói với chu huyền y hiện nhiên tiểu thư tìm ngươi kia còn không ra ngoài xem thế nào đi chu huyền y khuôn mặt tuấn tú đỏ lên hướng dương lăng đám người hạ thấp người rồi cười cười đứng dậy đi hài rồi bước ra ngoài dương lăng gật đầu cười hắn ngồi dựa vào cánh cửa lúc này hơi hướng ra ngoài chỉ thấy chu huyền y đứng bên rừng trúc bên cạnh một nữ tử đội nón trúc tay cầm giò đựng cá bởi vì ngư người có thể nhìn qua nón trúc một chóp mũi thanh tú đôi môi yêu kiều mọng đỏ tuyệt đẹp nàng một thân thanh nghi bằng lụa mỏng mái tóc buộc một sợi dây khăn lụa trắng lọn tóc theo gió buông bóng hình xinh đẹp càng nổi bật trong rừng trúc thanh nhã thật động lòng người mỹ nữ tứ xuyên phong thái thật giống như thiếu nữ vùng giang nam sông nước vậy một thân mềm mại đáng yêu khuyết thiếu hiện tại tứ xuyên không trồng ớt Dương Lăng lập tức nghĩ xem mình mang tới đây bao nhiêu mầm ớt. Chỉ thấy chú Huyền Y cùng nàng mỉm cười nói vài câu, sau đó liền trở về. Khi bóng hình thiếu nữ thức tha ẩn dần sâu trong rừng trúc, Thủy Trung vẫn chưa thấy rõ diện mạo của nàng. Chu Huyền Y vào cửa cười nói. À, mới vừa rồi ta phân phó với Phúc Tứ, đem hai con cá kia làm canh, rồi làm thịt kho tàu và vài món cay mỹ thực của Tứ Xuyên. Hôm nay cùng với đại nhân tán gẫu đêm nay cùng đại nhân tuy lý nha <laughs> món cay tứ xuyên khởi nguồn từ ba nước cổ đại là thục hán tấn từ hình dáng sơ khởi đến đời tùy đường thành hình nên tư vị mùi hương ngay cả khi cái ớt chưa du nhập cũng sớm trở thành một trong tám món chính trong thanh chấn hoa hạ chu huyền y là thục nhân khó tránh khỏi có chút tự hào muốn khoe khoang dương lăng ngạc nhiên vừa rồi mới chứng kiến Thấy cô gái xinh đẹp động lòng người Nói chuyện thế nhưng lại là tỷ nữ phúc tử Nhìn tỷ nữ biết đến chủ nhân Chỉ nghe được âm thanh không biết đến thân hình Thế nhưng là nhân vật như thế nào đây Tứ xuyên xuất mỹ nữ Dương Lăng trong lòng lặp lại một câu như vậy Lúc bấy giờ Tống Tiểu Ái mang cung đao Tay phép phải cành trúc Cùng với ngũ hán siêu sóng vai đi vào trong rừng trúc Hai, Sẽ nhanh đến thành đô thôi Cha chàng có dễ không vậy vì sao lại hỏi có dễ không vậy Ngô Hán Siêu những mi nói hey, Chính là Chính là Tống Tiểu Ái đôi má đỏ lên xấu hổ hỏi Chính là Cha chàng thế độ như thế nào Tình hình ra sao Có hay không phản đối chúng ta cùng một chỗ hay không Vân vân và vân vân Ngô Hán Siêu yêu nhất bộ dạng Nàng Quấn Bách lúc này Mục đích đạt được nhịn không được cười ha hả nói Yên tâm cha ta rất hiền lành ông là tiến sĩ năm thứ 12 hoàng trị làm quan thanh liêm thái độ làm người hòa ái văn nhân từ nhã nhỏ nhã rộng rãi diện mạo thì cũng không hùng dữ ta là con của ông nàng xem không phải là biết hay sao không cần lo ngũ văn định là văn nhân thế nhưng thiện văn thiện võ hơn nữa thượng võ nếu không cũng đã không cho con trai của mình đi tới vũ đương để học mà đã ép hắn đi thi khoa cử rồi hắn làm quan thanh liêm không giả người này tính tình khẳng khái thích đảm binh pháp giỏi tra án từng vì một vụ án đối chọi với công tử ngụy quốc mà làm cho hình tượng của mình thật giống như một con gà chọi thái độ làm người thì hòa ái cũng không giả đó chỉ là đối với đứa con vài năm mới về nhà một lần còn tư nhã văn vận vẫn là không giả đó là đối với phu nhân của ông ta còn về phần diện mạo dâu dài quá bụng thắt lưng vậy mà ba thước mắt thổ mày rậm ngũ hắn siêu là giống mẫu thân tống tiểu ái điềm đạm là nụ cười trong tay cảnh trúc diêu diêu trong lòng cũng phiêu phiêu vui vẻ nàng bỗng nhiên dừng cước bộ trụ lễ cổ của ngũ hán siêu nói tiểu ngũ đến hôn ta một chút đi ngũ hán siêu hoảng sợ vội vàng nhìn khắp nơi nói không được nhóm quân binh đang đi tuần tra muốn họ trong thế hay sao không có việc gì một chút thôi ngoan ngoan nào tống tiểu ái chu môi mọng đỏ đã muốn hướng tới là người nào đi ra Ngu Hân Siêu đột nhiên đẩy nàng ra, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm một bên rừng trúc, bàn tay đang nắm lấy chui kiếm. Ừ, sao? Có người ư? Tống Tiểu Ái vừa thẹn vừa giận. Thân binh của Dương Lăng đều đã trú tại trúc viên, mọi nơi tuần tra đều là người của nàng. Nếu như bị ra hỏa nào thấy nàng vừa rồi, nàng thật không muốn sống nữa. Lén cùng Lăng Quân thân thiết, nữ tử nào cũng dám, thế nhưng công khai biểu diễn cho người khác xem, thì dù có dung khí hơn nữa cũng không dám rừng trúc mặc dù rậm rạp thế nhưng là cành trúc nhỏ không gian vẫn luôn có chỗ hở gần gần là không thể giấu người chỉ có ánh mắt thanh người không tự chủ đều hướng về một chỗ nơi đấy là một bụi trúc cao hơn nửa người cành rậm rạp người muốn trốn cũng chỉ có thể ở chỗ đấy tống tiểu ái thẹn quá hóa giận quát lên là kẻ khốn nào lập tức lăn ra đây nhận chết cho ta bằng không chớ trách tôi gió thổi lá rào rạc sau cả rừng trúc một mảnh tĩnh mịch không hề có động tĩnh gì hai người lướt mắt nhìn nhau một cái rất nhanh ngưng trọng ngô hán siêu chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ còn tống Tiểu ái cũng tháo cung tên nắp vào nỏ hạ thấp thắt lưng rồi từ từ tiến tới gần đột nhiên có động chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang tống tiểu ái hoảng sợ nhìn thấy trước mặt một đôi phi tiêu cắm xuống đất lập tức lại lăng ke hai tiếng ngô hán siêu thị lực tinh người đằng sau bùi trúc liên tiếp bắn ra phi tiêu tất cả đều bị y gạt ra tống tiểu ái giận quá lắp cung tiễn bắn về phía giữa bụi trúc thế nhưng cũng không có kẻ nào xuất hiện bỗng một kẻ đội nón tung người lên không trung tay cầm đao hướng nàng chém xuống ngô hán siêu lôi nàng ra nghe đến răng sắc một tiếng là do kẻ nọ thu đao không kịp một thân trúc nhất thời bị chém thành hai nửa người nọ phản ứng cũng cực nhanh một kích công chúng lập tức đổi thế một cành trúc dài còn đầy lá ôm tùm hướng ngu hán siêu và tiểu ái người nọ nhanh chóng xoay người chạy vào rừng trúc thân ảnh chỉ kịp lóe lên đã thấy cách ra vài chục trượng thân pháp thật là kinh người tống tiểu ái chỉ cảm thấy bên người thân ảnh nháng lên đã thấy ngô siêu mau chóng đuổi theo động tác mau lẹ hai người đồng loạt biến mất sâu trong rừng trúc kẻ nọ đầu đội nón sắt mi tâm đầu đội nón sắt quá mắt thân pháp vô cùng mau lẹ từ đầu tới cuối tống tiểu ái cũng chưa thể nhìn rõ kẻ đó là nam hay nữ già hay là trẻ nàng lo lắng cho ngô siêu nên vội vàng đuổi theo nàng đuổi theo được một đoạn lại thấy hắn siêu nhanh chóng bay trở về nàng ngạc nhiên hỏi nhanh như vậy sao người đâu rồi mất dấu hay đã giết rồi ngô hắn siêu lắc đầu nói mất dấu tống tiểu ái đôi mắt ngọc châu chuyển vòng bỗng nhiên cười tùm tìm nói có phải hay không sợ ta bị kẻ nó bắt mất lúc này mới như lửa thiêu mông mà chạy về hay sao ngô hắn siêu từ khi nếm qua một lần bi thảm làm cho Dương Lăng bị kẻ khác bắt đi, đích xác đã giác ngộ. Bảo Tiêu không nên đấu với giang hồ hiểm ác, lấy an toàn là trên hết. Nếu không bảo vệ nổi người, có giết được vạn kẻ khác vẫn là thất bại. Nên đi vội vàng quay lại chính là lo kẻ nọ có đồng bọn hại nguy hiểm đến tống tiểu ái. Đồng thời quay lại cũng là vì vội vàng bẩm báo cho Dương Lăng để hắn đề phòng. Nghe xong tiểu ái nói, y nghiêm mặt nói một tiếng. Lắm miếng, cầu có kẻ bắt nàng đi, sau này ta được thanh tịnh kìa. Thôi đi mau, trở về bẩm báo với đại nhân. Tống Tiểu Ái không nghe được lời muốn nghe, bĩu môi rồi không cam lòng. Trong rừng trúc chỉ nghe được tiếng nàng. Khẩu thị tâm phi, giả mù sao mưa, ngụy quân tử, ngay cả câu dễ nghe cũng không thèm nói ra, ngay cả người nhà cũng không dám cả. Chỉ nghe pang một tiếng giòn vang, Tống Tiểu Ái ai lên một tiếng lại nhảy ngừng hẳn. Ngô Hán Siêu cười ha hả nói: Gia pháp dừng đại nhân quả nhiên dùng được ha, Về sau lên từng dùng Tống tiểu ái thanh âm không thuận Không buông tha nói Gia pháp nhà dương đại nhân ư là, là đánh mông sao Được Chàng dám nghe lén Xem ta thế nào Nói cho đại nhân biết đây Huyện Lô là một thành huyện nhỏ Chẳng những huyện dịch quá nhỏ Mà tệ xá của chủ trấn Hiển nhiên cũng không thể vừa mắt quan kinh thành Cho nên Phu thê của Chu văn Phán Muốn nổi bật Rõ ràng Lấy rừng trúc làm nhà Mời dương lăng ở tại đây này Thưởng lãm Khắp nơi một màu xanh ngọc như biển Vẻ đẹp thiên nhiên quả nhiên Hơn ngàn lần kim vàng hào nhoáng Dương Lăng vào nhà, khắp nơi mùi thơm ngát, bước vào, bước ra là mãn nhãn một màu xanh biếc, cũng quả thật là thích nơi này. Phòng ốc đều lấy trúc đa lại mà thành, một hàng ba gian trúc phòng, có phòng ngủ, thư phòng và phòng tắm. Đến thùng tắm cũng được làm rất tinh xảo đẹp mắt. Bên ngoài, xếp trúc bên trong lại lót nước gỗ. Dương Lăng ngồi trong thùng, nắm một nắm muối với lá trà bò vào trong nước, thuận tay la động là nước trong xanh, thích ký nhắm hai mắt lại đầu gối lên khăn lụa trắng nõn ở bên thùng thở dài chậm rãi nói cái này nếu là ở nhà thì thật tốt rồi gọi ngọc nhi mắt xa cho ta một chút càng là thoải mái nói đến đây hắn chợt nhớ tới đôi tay ngọc non mềm của cao văn tâm mới thực là có nghề chỉ dựa vào một đôi tay có thể làm cho người ta thư thái như tiên nhưng hắn là càng thêm quyến luyến nhớ tới hầu gia phủ của cao lão trang nơi đó là từ hắn và ấu nương từng chút xây dựng lên đến nay gia đại nghiệp đại nhân đinh hưng vượng chỉ có tại nơi đó hắn mới có thể thả lòng chính mình ngưng trọng trong chốc lát hắn mới lên tiếng nói nói đi chuyện sinh tử giao kẻ cố ta đã đều gặp qua rồi cũng đã thành thói quen hắn siêu không cần khẩn trương như vậy bất kể là hoàng đế hay là quyền thân phạm là kẻ cao cao tại thượng ngồi trên người khác liền nhất định là có kẻ muốn hạ người xuống rồi <laughs> chuyến này tới ba sân đất thục ta căn bản không nghĩ tới đã yên ổn mà đã xảy ra chuyện gì rồi Ngô Hán Siêu lúc này cười khổ nói Đại nhân, ngài không cần trương Thế nhưng tư chức trọng trách bên vai Khi nãy thuộc hạ tuần tra trong rừng Phát hiện có người rình mò Người này võ nghệ cao cường Tuyệt không thua kém thuộc hạ tí nào cả Hơn nữa phát hiện không thể hành động Lời lập tức bỏ trốn ngay Không hề mảy may do dự. Xem xét tình hình quyết định rất nhanh Nhất định không phải là kẻ tâm cơ tầm thường rồi Sao? Có thể làm cho hắn siêu thất thần Đó nhất định là kẻ không thể coi thường được rồi Dương Lăng hơi cao mày Mở mắt ra Nói Nếu như là ta Có thể tiếp hắn được mấy chiêu đấy Ngô Hán siêu một phen nghe người Thẳng thắn nói Đại nhân thiên tư thông minh Căn cốt kỳ dai Đích thực là võ học kỳ tài Dương Lăng khoát tay nói thật được rồi được rồi huynh đệ chúng ta không cần nói vòng vo Ta cái kia mấy lần ta biết được Người nói thật đi Ngô Hán siêu cười gượng hai tiếng nói Một chiêu ừ dương lăng chừng mắt nhìn ngô an siêu thật lâu mới nói sao ta thật sự kém cỏi như vậy sao ngô an siêu giải thích nếu là đường đường chính chính luận võ so chiêu đại nhân có thể chống đỡ được 10 chiêu thế nhưng là liều mang đối phương vừa xuất thủ chính là tuyệt chiêu đại nhân tập võ chưa lâu công phu hỏa hậu chưa đủ kinh nghiệm chiến đấu là quá ít đối thủ còn giành rẽ về ám khí cho nên dương lăng nét mặt một trận co rúm hắn nói cái đó thôi không cần nói nữa Quay lại chuẩn bị cho ta hai ống tay nỏ hoa mai à, Còn nữa chuẩn bị cho ta dây lưng Lấy hỏa thương A Đức Ni tặng Ở trong dương ra đây Ta muốn đeo vào Ngô Siêu nhịn cười nói <cười> Vâng đại nhân có muốn mặc bộ nhuyễn giáp hay không Được Được Dương Lăng oán hận nói Ta muốn võ trang đầy đủ Muốn đấu với trời một trận sảng khoái Muốn đấu với đất một trận sảng khoái Muốn đấu với người một trận sảng khoái Ngô Hán Siêu thấy biểu tình của Dương Lăng gấp muốn điên lên, vội vàng dịu giọng nói: Hiện đại nhân yên tâm, thì trước nhất định không rời đại nhân bên người. Từ giờ từng phút, từng giây bảo vệ an nguy cho đại nhân. Dương Lăng đột nhiên im lặng, rồi đột nhiên sâu kiến nói: <laughs> Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Có đôi khi con người không thể cùng vận mệnh tranh đấu được, tận lực là tốt rồi. Ở một dị quốc xa xôi, đã từng có một đại nhân vật oai phong một cõi, trong lúc uống sữa lại bị một sợi lông dê sặc chết kìa còn có kẻ càng xui xẻo hơn hắn đang đi đường lại bị một con rùa từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu mà chết chỉ bởi vì hắn chọc đầu thôi hắn siêu người có biết không một lần này tới tứ xuyên ta thực sự có điểm sợ hãi có cảm giác có cái gì đó rất nguy hiểm thế nhưng ta không thể không đi nếu ta thực sự chết ở nơi này âu cũng là ý trời người không cần ấy náy đến lúc đó người hãy trở thành sư phó của con ta dạy chúng trở thành người thật bản lĩnh Giúp ta chiếu cố cho chúng là được Ngô Hán Siêu nhìn thần sắc của Dương Lăng nghiêm nghị Không giống lấy đùa Đang vắt tóc suy nghĩ Không hiểu rùa làm sao có thể từ trên trời rơi xuống Còn trùng hợp đập chết người Đầu chọc và cái chết có cái gì liên hệ với nhau đây Chợt nghe Dương Lăng Lời nói ra giống như đang ủy thác chăn chối Không khỏi cảm thấy sợ hãi Hắn nói Đại nhân, người người như thế nào lại nói ra những lời như vậy Dương Lăng nhẹ nhàng lắc đầu Nói sang chuyện khác Người người không điều tra rõ thân phận của hắn hay sao Ngô hắn siêu lắc lắc đầu Dương Lăng lại gật đầu nói Như vậy xem ra phu thê huyện chủ nơi này, này Còn có vài kẻ tay Cũng không có gì đáng nghi cả Ta nghĩ bọn họ muốn điều tra mục đích của ta tới nơi này Cũng không cần phải ăn bài Kẻ lén lút lại còn không dám tiến vào Nếu như muốn giết ta Càng không thể động thủ ở trong nhà bọn họ được Hắn suy nghĩ một chút rồi nói Không còn cách nào khác Chúng ta ở ngoài sáng hắn lại ở trong tối mục đích không rõ ràng người lại tìm không thấy chứ còn chờ hắn lại xuất thủ cẩn thận chút là được người không cần vì vậy mà lo lắng quá đâu ngô siêu nhận mệnh lúc này lưu đại bồng chì ghé đầu vào to giọng nói đại nhân liễu đại nhân từ thành đô đến rồi ngô siêu cũng có chút xấu hổ lại chợt nhớ tới kẻ bí ẩn kia hắn vội vàng nói à ah, trong điển cố của người Hán Cho tới giờ ta chưa từng nghe Nói qua có câu Người đi đường lại bị một con rùa từ trên trời rơi xuống đập chết cá Các ngươi ở nơi đó có từng nghe nói qua hay không Tống tiểu ái lên sờ chán hắn siêu Lên tiếng hỏi Người phát xuất rồi sao Như thế nào lại nói mê sẵn như vậy Ngu hắn siêu kể khăn nói À ah, là vừa giờ ta nghe đại nhân nói Ta thấy đại nhân không giống nói đùa Hẳn là chuyện này có thật rồi Tống tiểu ái chợt nói Ồ oh, là đại nhân nói nha Vậy nhất định là sự thật rồi Đại nhân tài trí hơn người Học quán cổ kim Trung ngoại chư quốc Bao quát phản tướng Nói chuyện người không biết Cũng không đáng ngạc nhiên đâu Ngô Hán Siêu ăn phải dấm chua nói Đại nhân có tốt như người nói hay sao Đây còn chưa tới thành đô Người như thế nào Lại có ra cắt lượng nhập thân rồi Tống tiểu ái che miệng ha ha cười Dùng bả vai vô cùng thân thiết Động qua bả vai của hắn Nàng mỉm cười nói Sao? Người sao vậy? Ghen sao? Người là đại nam nhân mà Hai người bên ngoài Lướt mắt đưa tình Bên trong Liễu Biêu đã đem tình hình điều tra ở thành đô rõ ràng rành mạch Bẩm báo một lượt Sau đó nói Tóm lại Tứ Xuyên thoạt nhìn Không hề Thái bình yên ổn như những lời đồn ở trong kinh Dân chúng cũng không phải là an cư lạc nghiệp Không phải chịu ước kiếp gì Nơi này sinh sống nhiều bộ tộc Thường xuyên phát sinh chiến loạn Mặc dù chưa từng có trận chiến nào quá lớn Thế nhưng cũng chưa từng có thái bình hoàn toàn chỉ có điều hỗn loạn đều bị quan địa phương chấn áp đúng lúc cả Quan lại địa phương lại vì thành tích cho nên một bực báo cáo tình hình nơi này ổn định thái bình Còn về phần dân chúng thuộc vương phủ kinh doanh đã hơn trăm năm Đất thuộc 10 phần thì đã đoạt lấy 6-7 phần Dân chúng phần lớn là tá điền cả Đều phải dựa vào vương phủ mà kiếm những cơm ăn Bởi vậy trước mắt dù chưa tìm ra dấu hiệu thục vương muốn miêu phán Nhưng nếu như thục vương muốn làm phán có khả năng lập tức triệu tập được toàn bộ dân chúng đất thục bởi vì tất cả dân chúng ở đây đều là gia đình của hắn cả cho nên hắn tất nhiên không cần quan tâm đến chỉ huy sứ điều động chút quan quân cũng không làm gì cả đây cũng không thể chứng tỏ hắn không có ý làm phán quan bình nơi đấy nhất là tướng sĩ hạ cấp trung cấp đều đã có ở đó cả trăm năm rồi đã hoàn toàn trở thành người đất thục rồi dương lăng tán thường nói người có thể nghĩ như vậy đúng là đã thông minh hơn trước rồi Tuy nhiên chỉ bằng như vậy cũng không thể chứng minh Thục Vương có ý mưu phản được. Thục Vương ở trong đám chư vương có tiếng là hiền minh, đây cũng không phải là mua danh cầu lấy, thế nhưng bất luận đánh giá cái gì, đều phải xem qua ai là kẻ bình luận, nhìn nhận từ góc độ nào. Trong mắt hoàng đế, Thục Vương là kẻ an phận thủ thường, tận trung với hoàng thất, trong mắt các quan viên trong triều, Thục Vương không can dự chính vụ, không tham nhũng hối lộ, trong mắt đám văn nhân mặc khách, Thục Vương tu bổ cầu đường, xây dựng lớp dân học người như vậy đương nhiên chính là một vương gia tốt rồi chứ là được xưng túng là hiền vương mà sẽ được thiên hạ ghi công hay sao như vậy liền phải đem toàn bộ dân chúng đất thục trở thành người nhà của mình rồi <laughs> điều này hiển nhiên là không thể nào hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói thục vương sinh bệnh có thể nào là sự thật hay không liễu biêu nói à, vâng là một loại bệnh kỳ quái mời rất nhiều danh nghi trí mà vẫn không khói cái này không giống với giả bộ Tuy chức từng phái người hỏi thăm Lăng Trung đã được mời đến khám cho hắn ta, còn có đạo sĩ bên Thanh Dương Cung, tất cả đều nói cùng một ý. Một người muốn giả bệnh cũng nên để ít người tiếp xúc mới càng dễ bí mật hơn. Có lý nào lại giống chống khua chiêng rầm rỗ, sợ người trong thiên hạ không biết như vậy? Tuy nhiên, thì chức lớn mật đoán rằng Đông Sướng đã nắm được bản ghi chép thuộc vương quốc ý mưu phán, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có động tĩnh gì cả. Ngoại trừ tin tức Đông Sướng đã biết toàn bộ sự thật là giả ra thì... Thì có lẽ có lẽ nào có khả năng thuộc vương bởi vì sinh bệnh mà bỏ đi ý niệm bưu phản hay không mọi sự đều có khả năng thế nhưng không có chứng cứ đường đường lường một vương gia hơn nữa lại là một vương gia có tiếng là hiền minh triều đình cũng không dễ gì mà hành động cứ tiếp tục điều tra dù thế nào cũng phải tra xét cho rõ ràng hãy nói việc này không gấp được người vừa từ thành đô đến chắc hiểu rõ tình hình trong kinh thành ở đó giờ thế nào rồi à, vâng tắc nghẽn thông tin chính là điều đại kỵ của sừng vẽ. một thông tin tới đúng lúc có thể chống đỡ hàng triệu quân hùng mạnh cũng có thể đánh giá vạn lượng hoàng kim đây là lời đại nhân chính miệng truyền giấy khi mới thành lập nội sướng thì chức làm sao mà dám quên lưu biêu cười nói thì chức cởi thành đô ừ, vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với kinh thành đại nhân vừa khởi hành xuống phía tây thành đại nhân liền căn dặn trung tâm thông tin truyền rời thành đô rồi thì chức trong người đang có bức thư viết tay của tiêu đại học sĩ từ kinh thành gửi cho đại nhân chỉ vì tư chức lúc vào cửa liền nói đến tin tức thuộc vương cho nên đã làm chết nãy liễu biêu nói xong từ trong người lấy ra một phong thư cung kính đưa cho dương lăng dương lăng nắm lấy khăn lông lớn ở bên thùng tắm lau sạch nước ở trên tay cẩn thận đánh giá con dấu đỏ ở trên phong thư là thật lúc này mới xé mở rồi lặng lặng xem tiêu phương trong thư đã từng thuật tỉ mỉ tình hình phát sinh mấy tháng sau khi dương lăng rời kinh rồi lại phân tích từng tận cục diện chính trị ở trong triều hiện tại vị tiêu các lão này đã âu lo vạn phần trong lòng hoang mang lo sợ rồi mấy thế lực lớn ở kinh thành theo thứ tự là phái dương lăng phái lưu cẩn phái nguyên lão phái trung gian trong triều quan văn quan võ thần tử trong ngoài về cơ bản đều phụ thuộc vào tứ đại phái này phái dương lăng nắm chắc trong tay quân đội và tổ chức đặc vụ lưu vũ quản lý binh bộ dương lăng trong quân ảnh hưởng càng ngày càng sâu còn phái trung gian hiện phái này về cơ bản không nắm thực quyền các quan viên dưới trướng hoặc là những chức quan nhỏ nhất thậm chí là hàng lục phẩm, thất phẩm hoặc là những chức quan nhàn hạ, ngày thường chỉ là ngâm thơ vẽ tranh, một năm cũng không có người tới cửa bái phỏng nhờ giúp đỡ. Nhưng người khác không tới tìm hắn, bọn họ lại chủ động đi tìm. Những người này tuy rằng chức quan không lớn, thế nhưng hàng thất phẩm cũng có thể vạch tội hàng nhất phẩm, lực sát thương chính trị là vô cùng lớn. Bọn họ nắm quyền giám sát đủ các loại thành tích của quan lại, tuần tra sự thanh liêm ở các quận huyện, cải chính các án oan tư pháp mặc dù làm cho người ta e ngại thế nhưng cũng khiến cho người ta khá là sợ hãi nếu thật sự bị bọn họ nắm được nhược điểm kẻ đó không chết thì cũng bị chỉnh đến lột một lớp da dương lăng không có yếu điểm lại được hoàng đế tin cẩn nắm trong tay đại quyền thế nhưng vẫn từng bị đám người này để vào thế bất lợi chật vật đến không chịu nổi thậm chí đến tận bây giờ thành danh của hắn đã ở vài nơi vẫn không được tốt cho lắm tất cả đều chính là kiệt thác của đám người này ban thưởng cho những nhân vật trọng yếu đứng đầu trong phái này như Mã Văn Thăng, Lưu Đại Hạ, Hàn Văn đều đã lần lượt rời bỏ chức vị. Hiện tại nhân tài suy bại trước mắt trên danh nghĩa đứng đầu phải là đám Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa cùng với vài vị nguyên lão ở Hàn Lâm Viện, ngự sử này. Thế nhưng đám người này không quyền lực tập trung một mối như Dương Lăng và Lưu Cẩn mà lại tổ chức có chút rời rạc. Lúc này chính là cơ hội của Lưu Cẩn, Hàn Văn vừa rời bỏ, Lưu Cẩn đã nhân cơ hội uy bức lợi dụng đem danh lợi phong quan lôi kéo đám người thế lợi quyền nghĩa ở trong đạo khoa cho hắn tùy ý sử dụng làm phân hóa hệ thống giám sát và tuyên truyền khiến cho một bộ phận quyền lực hiện đã thuộc về lưu cẩn từ trước đến nay luôn có một sự thật chính là kẻ phản bội luôn khiến người ta hận hơn là kẻ thù hắn gian càng bị oán hận hơn loài quỷ dữ chính những kẻ phản bộ này đã làm dấy lên nỗi oán kết của những kẻ đồng sự vẫn giữ vững phẩm hạnh và lòng trung thành vì thế mà bắt đầu bị nội loạn Điều này làm cho nội bộ phái suy yếu Lại không có một kẻ đứng đầu Đủ mạnh để ngăn lại Khiến Lưu Cẩn nhân cơ hội mượn gió bẻ măng Đuổi đi một đám người Làm suy yếu một đám người dù lại dọa một đám người không dám ho he Đợi đến lúc Lý Đông Dương Dương Đình Hòa Nhận thấy tình thế khó mà kiểm soát được Cuối cùng quyết định ra mặt Thì thế trận cũng đã rơi vào tay của Lưu Cẩn mất rồi Hai người này tận lực cũng chỉ có thể Bảo hộ một đám người khỏi bị bãi miễn chức quan nhưng đám người này vẫn là những phần tử có vấn đề Hiện tại chỉ có thể im lặng để tự bảo vệ mình Không có được một kẻ nào đứng đầu đủ cường mạnh Thì nói gì đến việc can dự chiều chính đây Trong tình thế nghiêng về một bên trước mắt Ngoại trừ phái trung gian vẫn duy trì trạng thái trung lập Và Dương Lăng lúc rời kinh đã phân phó ra Chỉ có thể lá mặt lá trái Không đối kháng với Lưu Cẩn Mới có thể tránh được tổn thất Thì phái nguyên lão cũng đã mất đi năng lực trực tiếp Đối đầu với Lưu Cẩn vì thế mà lực lượng của y càng ngày càng lớn mạnh Hiện tại ở Kinh Sư chỉ mình y nắm thế độc tôn Dân gian đã có kẻ sau lưng tôn lưu cẩn là lập hoàng đế hoàng đế đứng Lúc thượng triều ngồi ở ngai vàng là chính đức hoàng đế Mà hắn lúc này cũng ở bên cạnh người thì chính là hoàng đế đứng Quyền thế ngút trời ngông cuồng tự đại Tiêu phương lo lắng đối với sự việc này mới khẩn cầu viết thư cho Dương Lăng Xin hắn chú ý bằng không đợi đến lúc hắn hồi kinh thiên hạ đã nằm trong tay lưu cẩn mất rồi Dương Lăng xem kỹ, gõ gõ lên giấy viết thư, nét mặt lộ ra một tia xem thường mà cười nói. Lập hoàng đế sao? Nếu đã dừng hoàng đế thì còn lập cái gì? Hoàng đế cho hắn đứng, hắn mới đứng được. Bảo hắn nằm xuống, hắn cũng không dám đứng kìa. Hắn vẽ một chút nước lên trên mặt giấy, nhìn nét bực dần dần loang thành một đoàn, trầm tư một lúc sau mới hạ tay xuống. Đem bức thư đã ẩm ướt, nước không còn thấy được bút tích quăng đi rồi nói. Người lập tức trở về thành đô Ở nơi đó bảo toàn đại cục Không có chuyện gì trọng yếu không cần đến gặp ta Phái kẻ khác đưa tin tới là được rồi Không được để những kẻ đang rầm ngó Biết tới sự có mặt của ngươi Dương Lăng lại cười cười nói Người thay ta trả lời tiêu các lão một câu Trí tuệ vẫn nắm Việc đã định liệu trước Các lão xin cứ ngủ yên Không cần phải lo Những lời này cũng có thể khiến cho Lưu Vũ biết được nếu không phải là đối với lão huynh đệ Sợ là muốn ngủ cũng ngủ không được Không chừng một ngày nào đấy Phải chạy tới đi tìm Liễu cắn Uống trà nói chuyện phía một chút rồi Liễu Biêu mỉm cười chắp tay nói ừ, Vâng thì chức xin tuân mệnh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 125 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.